Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ Quanta, tin tức ngày 26 tháng 4 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Truy tìm thanh niên từ Trung Quốc về chơi game ở Hà Nội đang trốn cách ly. Và theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ Online thì sau khi vượt biên trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam, Hùng bị lực lượng công an phát hiện và đưa đi cách ly tập trung, tuy nhiên chỉ vài giờ sau Hùng đã bỏ trốn. Trao đổi với báo Tuổi Trẻ Online vào chiều ngày 26 tháng 4, ông Lê Quang Thọ, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cho biết Sở vừa có công văn gửi cơ quan công an và các đơn vị phối hợp để truy tìm một trường hợp trốn khỏi khu cách ly tập trung. Và theo ông Thọ, thì vào ngày 26 tháng 4, Sở Y tế nhận được báo cáo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh về trường hợp Trần Mạnh Hùng, 32 tuổi, ở khu Bành, xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ đã trốn khỏi khu cách ly tập trung. Qua điều tra thì xác minh Hùng là công dân tỉnh Phú Thọ xuất cảnh sang tỉnh Vân Nam, Trung Quốc từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 24 tháng 4, Hùng vượt biên trái phép từ Trung Quốc về qua đường mòn lối mở tại địa phận tỉnh Cao Bằng. Sau đó Hùng bắt xe khách từ Cao Bằng về bến xe Mỹ Đình, Hà Nội ngày 25 tháng 4 và chơi game tại tiệm Internet ở số 48 đường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm ở Hà Nội. Đến 13 giờ ngày 25 tháng 4, Công an huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ phát hiện Hùng nhập cảnh trái phép, chưa qua cách ly y tế theo quy định và đưa vào trung tâm cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh vào chiều cùng ngày. Hùng đã bố trí cách ly y tế cùng 4 cán bộ công an huyện Thanh Sơn để giám sát, theo dõi và lấy được mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 lần 1, kết quả âm tính lúc 22 giờ 15 cùng ngày. Khoảng 20 giờ cùng ngày 25 tháng 4, Hùng đã bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung. Để đảm bảo kiểm soát dịch COVID-19 không lây lan ra khỏi cộng đồng, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã đề nghị Công an tỉnh và Công an huyện Thanh Sơn tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện truy tìm Hùng để đưa về và tiếp tục thực hiện cách ly y tế theo quy định, và đồng thời lập danh sách những người có tiếp xúc trực tiếp với Hùng để tư vấn áp dụng biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị người dân cảnh giác, nếu phát hiện Hùng thì báo ngay cho cơ quan công an hoặc là y tế nơi gần nhất. Và đó là thông tin ngày 26 tháng 4 năm 2021, và nếu anh em thấy thông tin này bổ ích thì hãy đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment để cho biết ý kiến của anh em ở trong video của tôi.